những vòng quay thần tốc, những pha nước rút hoàn hảo, những tay đua kiên cường. Tất cả cho một mục tiêu, trở thành chủ nhân của chiếc áo vàng chung cuộc. Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 29, 20 chặng đua, tổng lộ trình 1.974 km, kịch tính và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết với sự góp mặt của Phạm Anh Khoa. Danh hiệu áo vàng chung cuộc sẽ gọi tên ai và đội đua nào sẽ bước lên bục cao nhất? Đón xem cúp truyền hình diễn ra ngày 11, 12 tháng 4 tại Đắk Nông trên kênh HTV9, HTV7 và HTV Thể Thao.